Okay. What is it? It's an elephant. Yes. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ học bài con voi này. Con voi có cái sừng rất dài bên ngoài để làm tránh nguy hiểm nhá. Rồi. Yes, bạn Việt đọc con voi này là cũng đúng rồi nhá, nhưng mà bạn Việt nghe elephant. Nghe lại cái từ điển nó họ đọc nhá. Sao máy bố xong lên thế này. Chắc là hết pin. Hết pin à? Hết sập nguồn rồi. Ok. Can you read it? Con có thể đọc nó không? Can you read it? E-L Không phải. Con nghe lại nhá. Can you read it? Nghĩa là gì? Con đọc nó như thế nào? Đọc từ nó như thế nào cho bố? Elephant. Yes. How do you spell it? E-I I á? Đâu phải L. À L. Con cứ tưởng được. E I E E L E. Tiếp đi, đọc đi, đọc đi, đi. P F. Đó F, F đó, F đó, F đó. À S. Rồi. A okay. M T. Ok. T Thế bây giờ nhá, nhìn này. A big elephant. Yes. A big elephant. Đọc lại, đọc cẩn thận nào. A big elephant. Yes, ok. Wow. Cái gì đây? Đọc đi, nhìn xem nó đọc được không? Không đọc được rồi. Đây là gì? Một cô gái. Một cô gái mà cô gái gì? Tiếng Anh thế nào? Không biết. Ơ? A girl. Girl, đúng không? Girl. Đây là gì? Girl. Đúng không? Cô gái và cái gì đây? Và con voi. Và con voi thì cô gái là girl. Girl. Và con voi là gì đây? Và. Và là gì? And. Đúng rồi. Girl and elephant. Đúng rồi. Girl and elephant. Girl and elephant. Tức là cô gái và con voi đúng không? Ok, con nhìn nhá. Tiếp theo này. Đây là cô gái hay con trai đây? Con trai. Yes, con trai tiếng Anh là gì? Boy. Yes. Boy and elephant. Đúng rồi. Boy and elephant. Boy and elephant. Đúng rồi. Yes. Wow, nhưng con thấy điểm cái hình này có gì khác biệt không? Có chứ. Có gì? Có. How many elephants are there? Nghĩa là gì? How many elephants are there? Nghĩa là gì? Bố hỏi con là, nghĩa là bố hỏi con là có bao nhiêu con voi ở đây? 1, 2, 3, 4, 5 con voi. Thì nói tiếng Anh đi. À, 5 con voi. Yes. Ơ, 5 cho nói tiếng Anh như nào? 5. 5 là gì? 5 là 5. Thì nói đi, đây này, nhìn đọc đi, đọc đi. 5 elephant. Sai rồi, không đúng. Five thì đúng rồi, nhưng mà elephant con biết con thiếu cái gì không? Five elephants. Đúng rồi, phải có xì nhá, âm xì bởi số nhiều mà, đúng không? Five. Từ một con voi thì không xì, nhưng mà từ hai con voi trở lên thì phải có xì. Phải có xì đúng không? Xì. Âm xì rất quan trọng trong tiếng Anh nhá. Five elephants. Tức five là elephant. Bố hỏi con là how many elephants are there? Đúng ra ấy, bố phải hỏi con nếu mà bố hỏi từng câu một rồi thế này này. How many elephants are there? Are there. Đúng không? Are là chữ thế này. Are đấy, are này, ha. Are there. Thế nhưng mà bố nối âm nhá. Elephants có âm gì không? Elephant là có gì mà. Thì elephants are there. Đấy. Được chưa? Elephants are there. Bố hỏi là how many, bố hỏi lại nhá. How many elephants are there? Con trả lời đi. It's a five elephants. Không, không phải ít nữa mà cứ nói luôn đây đi. Là đọc five thôi. Elephants. Phải có si. Five elephants. Five elephants. Ok. Đây, con nghe con nhìn này. Con thấy không? Đây có một cậu bé ở dưới này. Đúng không? Và một người đang một cái anh đang cưỡi trên con voi đúng không?
Thì con đọc cho bố nào. Đây là gì? He. Đây là gì? He was. Was. He was. He was. He was. Riding. Riding. Từ này là riding nhé. Riding. Con đánh vần cho bố đi. Riding. Riding. R I B I N G. Yes. Riding. 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 Rồi, rồi đọc lại nhé. Nào đọc. He was. He was riding. An elephant. 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 Nhìn này, đây này. He was riding. Riding. An elephant. Elephant. Đúng không? He. Đó. He. Ngồi. He. Chỉ đi. Chỉ vào đọc. He. Rồi. Was. Was. Phải nhớ nhá, cho nên là was. He was riding. An elephant. Rồi, ok. He was riding an elephant. Rồi. Wow. Con nhìn nhá. Thì cho con nhìn chữ con đọc từ bố cái đã này. A small. Đúng rồi. A small elephant. Four. Bố chỉ ba chỉ có bốn mà đúng không? Four. Four. B. Elephant. Có gì không? Elephants. Đúng rồi. Bốn one. Nghĩa two, là gì three, đây? Con nhìn này. One two three four. Tức là bốn con voi to đúng không? One a small. Tức là a small elephant. Tức là một con voi gì đây? Voi con. Con. Voi nhỏ đấy đúng không? Thì đọc là nghĩa là gì? A small elephant là một con voi nhỏ, đúng không? Và an 1 2 3 4 và 4 big elephants. Và bốn con voi gì? Voi to. Voi to đấy, đúng không? Đó. Thế con nói lại cho bố nào. Nào nói lại nào. A small elephant. Đúng rồi. An và mà an four big elephant. Elephants. Đúng rồi, nhớ nhá, phải có xì. Thứ hai đều lên luôn luôn có xì. Elephant. And four big elephants. Rồi, giờ bố che lại cái này nhá. Bố che cái này lại, không cho con đọc và nhìn chữ nữa. Con nhìn vào đây con nói cho bố nè. Con không nhìn xuống chữ mà con nhìn vào đây này. Bố chỉ nè. A small elephant. And đi và and four elephants. And four to and four big elephants. Yes, and four big elephants. And four big elephants. Đúng không? Chứa chi đã giỏi không? Phải bình tĩnh nhỉ. Ok. Ơ gì đây? Wow. 1 2 3. Three big elephant. Lại thiếu rồi. At three big elephants. Đọc cẩn thận bình tĩnh thôi, đọc chuẩn luôn nhé. Phải luôn luôn nhớ là bạn từ 2 trở lên là phải có gì? Three big elephants. Three big elephants. How many elephants are there? Three big elephants. Yes. Good job. Wow, how many elephants are there? Đây gì? How many elephants are there? Cho con chỉ con đếm với bố xem nào. 1 2 3 4 5 6 7 elephants. Yes, 7 elephants. 7 elephants. Okay, good job. Con đọc hết luôn luôn các bạn.
Wow, giờ đọc được từ này không? Không. How many elephants are there? Đấy, nào. How many elephants are there? How many elephants are there? How many elephants are there? Tại sao lại sò tè biết không? Sò tè. Âm SC này. Đúng ra nhá, là đọc phải đọc, nếu mà đọc tách ra thì là gì? How many elephant are there? Nhưng mà elephant chỉ nối vào cái âm A này. Elephants are there. Đó, vì nó có âm A đứng đứng trước. Đúng không? Nguyên âm. Đó. Thì nối âm. How many elephants are there? How many elephants are there? Đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là có bao nhiêu con voi ở đây? Thì con trả lời là con đếm, bắt đầu con đếm đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven elephants. Seven elephants. Đúng không? Đúng không? Hoặc là đúng là phải trả lời đầy đủ về là There are seven elephants. Đúng không? Nhưng mà đúng trả lời đúng nữa đi nữa, chi tiết nữa ấy, thì phải là gì? There are two small elephants and five big elephants. Five big elephants. Trả lời đầy đủ thế. Tại sao thì hiểu không? Bởi vì là như thế là con trả lời là có hai con voi nhỏ và năm con voi to, đúng không? Trả lời đầy đủ là phải trả lời như thế nhá. Thấy chưa? Con hiểu không? Bố hỏi lại nhá. How many elephants are there? Thì con trả lời cho bố thật đầy đủ xem nào. Hết con voi á. Tức là con nhìn thấy là có hai con voi nhỏ này và năm con voi to, đúng không? Thì con trả lời cho bố là có hai con voi nhỏ và năm con voi to xem nào. There are two small elephants. Đúng không? And five big elephants. Yes, and five big elephants. Ok, hồi đấy nó hơi dài đúng không? Câu trả lời là hơi dài, hơi khó, học dần dần nhá. Bố sẽ dạy con dần dần. Ok. Rồi, thế chào các bạn, chào mọi người đi. Chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người. Chào các cô, các chú, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, see you later. Bye bye, see you later. Bye bye, see you later. Okay.